Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế 10 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, Triều Tiên đã phóng thành công một loại tên lửa đẩy mới đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo trái đất. Động thái của Triều Tiên đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cơ quan quản lý công nghệ vũ trụ quốc gia của nước này đã phóng thành công tên lửa Chulima-1 mang theo vệ tinh do thám Malilyong-1 tại bãi phóng vệ tinh Soha ở huyện Chonsan, tỉnh Bắc Pyongan vào lúc 22 giờ 42 phút 28 giây ngày 21 tháng 11. Sau khoảng 12 phút, tên lửa đã đưa được vệ tinh vào quỹ đạo. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng tại hiện trường. Thông báo của KCNA cũng khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành nhiều vụ phóng vệ tinh do thám trong thời gian tới. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng vệ tinh qua vùng biển phía Tây, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo có thể đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền nếu Triều Tiên thúc đẩy kế hoạch phóng vệ tinh. Chính phủ Nhật Bản cùng ngày cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua tỉnh Okinawa của nước này ra Thái Bình Dương và vật thể sau đó đã phân tách thành nhiều mảnh. Hiện Tokyo vẫn đang phân tích xem liệu vụ phóng của Bình Nhưỡng có thành công hay không. Tuy nhiên, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ động thái của Triều Tiên, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ để đưa ra phản ứng. Triều Tiên đã phóng vệ tinh sớm hơn thời điểm nước này thông báo trước đó. Đây cũng là vụ phóng vệ tinh thứ ba của Bình Nhưỡng sau hai lần thất bại hồi tháng 5 và tháng 8 vừa qua. Chuyển sang thông tin khác, các ngoại trưởng ASEAN hôm qua đã ra tuyên bố chung hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15 tháng 11 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cấu trúc khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Theo tuyên bố chung, các ngoại trưởng ASEAN ủng hộ cam kết liên tục của lãnh đạo hai nước đối với những nguyên tắc cơ bản, giá trị và chuẩn mực chung được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, TAC, tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Đông Á về nguyên tắc quan hệ cùng có lợi và tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. ASEAN khẳng định sẽ chia sẻ lợi ích chung nhằm củng cố cấu trúc khu vực cởi mở, minh bạch, tự cường và bao trùm dựa trên luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung khuyến khích Bắc Kinh và Washington với tư cách là những đối tác lâu dài của ASEAN tiếp tục hỗ trợ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á dựa trên lợi ích chung và các bên cùng có lợi. ASEAN cũng sẵn sàng hợp tác với hai nước trong việc duy trì và thúc đẩy Đông Nam Á như một trung tâm tăng trưởng bằng cách xây dựng khả năng ứng phó trước những thách thức mới nổi và những cú sốc trong tương lai. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, hôm qua nhóm BRICS đã tiến hành họp hội nghị thượng đỉnh bất thường theo hình thức trực tuyến. Theo đó, lãnh đạo 5 nước gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã kêu gọi thế giới đoàn kết để tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi ngừng bắn để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở khu vực, nhấn mạnh các bên liên quan cần chấm dứt ngay hành động thù địch, bạo lực và tấn công dân thường, đồng thời phóng thích các con tin đang bị giam giữ. Còn theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết thúc đẩy nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột. Trong tiến trình này, BRICS và các quốc gia khu vực có thể đóng vai trò quan trọng. Về phần mình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi triển khai lực lượng Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine với nhiệm vụ giám sát và bảo vệ dân thường. Cũng tham gia hội nghị trực tuyến BRICS, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã kêu gọi khởi động ngay một tiến trình hòa bình nghiêm túc và toàn diện để thành lập một nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967. Trong khi đó, về khả năng Hamas và Israel đạt thỏa thuận trao đổi con tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua khẳng định các bên đã ở rất gần một thỏa thuận như vậy. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết giới chức Ankara đang phối hợp với các đồng nghiệp Qatar để thúc đẩy Israel và Hamas đạt thỏa thuận. Theo một nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán, Hamas có thể sẽ phóng thích 50 phụ nữ và trẻ em, trong đó có một số công dân nước ngoài, trong khi Israel sẽ trả tự do cho 150 tù nhân Palestine trong thời gian ngừng bắn 4 ngày. Liên minh châu Âu-EU sẽ có hội nghị khó khăn vào tháng sau liên quan đến việc khởi động tiến trình đàm phán gia nhập chính thức của Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đưa ra nhận định trên trong ngày hôm qua, dù cho biết tiến triển của Kiev trong nỗ lực này là đáng chú ý. Phát biểu họp báo chung ở Kiev với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Moldova Maia Sandu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định đây không phải là lần đầu tiên tiến trình EU kết nạp Ukraine gặp khó khăn. Về phần mình, Tổng thống Moldova hối thúc EU thể hiện tốc độ và sự thống nhất liên quan đến nỗ lực gia nhập khối của Moldova và Ukraine. Theo bà Sandu, tính cấp bách của thời điểm này đòi hỏi phải đẩy nhanh các quá trình. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện toàn bộ 7 khuyến nghị của EU
để khởi động tiến trình đàm phán gia nhập chính thức trong tháng 12. Ông cũng thừa nhận quyết định của EU vào tháng tới sẽ là thách thức đối với sự thống nhất của khối. Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ mới của Tây Ban Nha đã tuyên thệ nhậm chức trước vua Felipe. Lễ tuyên thệ diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez công bố các thành viên nội các mới với không nhiều thay đổi ở các vị trí chủ chốt. Cụ thể, Thủ tướng Sanchez đã đưa vào 9 gương mặt mới trong nội các gồm 22 người. Theo Thủ tướng Sanchez, tỷ lệ nữ giới trong nội các mới của ông sẽ là 12 so với 10. Đáng chú ý, toàn bộ 4 phó thủ tướng đều là nữ. Đảng đối tác trong Liên minh cầm quyền là Suma cũng có 5 vị trí trong nội các mới. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm nay, Đảng Xã hội của ông Sanchez và Đảng Suma đã chỉ giành được 152 trên tổng số 350 ghế tại Quốc hội và buộc phải tìm kiếm thỏa thuận với các đảng khu vực nhỏ để có thể chính thức thành lập được chính phủ, cũng như để thông qua các dự án luật quan trọng bao gồm ngân sách năm 2024 cũng như nâng lương cơ bản. Tuy nhiên, các thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của không ít người dân Tây Ban Nha. Theo kế hoạch, hôm nay 22 tháng 11, hàng triệu cử tri của Hà Lan sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn được đánh giá là khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử của nước này, với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các chính đảng kỳ cựu và những làn gió mới trên chính trường. Sẽ có 26 chính đảng tham gia tranh cử ở hầu hết các khu vực của Hà Lan. Theo giới phân tích sở tại, dù lựa chọn sẽ không dễ dàng, nhưng các cử tri sẽ đưa ra quyết định dựa trên những vấn đề chính được quan tâm, gồm cách thức ứng phó biến đổi khí hậu, chi phí sinh hoạt cao và hạn chế người nhập cư. Kết quả các cuộc thăm dò ngay trước bầu cử cho thấy, Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ VVD trùng hữu cầm quyền và Liên minh Công đảng và Đảng Xanh cánh tả đều có thể giành được mỗi đảng 27 ghế trong Quốc hội 150 ghế của Hà Lan. Trong khi đó, Đảng Tự do theo đường lối cực hữu có thể nhận được tới 28 ghế. Dù chỉ được thành lập gần đây, song Đảng Khế ước Xã hội mới có thể về thứ tư với 21 ghế. Trong bối cảnh phải cần ít nhất 76 ghế trong Quốc hội để có thể thành lập được chính phủ mới, giới phân tích nhận định việc nhiều chính đảng tham gia một liên minh là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, kết quả bầu cử cũng sẽ phụ thuộc vào một lượng lớn cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào. Trong bối cảnh đợt không khí lạnh hiện nay tiếp tục tăng cường tại một số khu vực trên cả nước, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua đã gia hạn cảnh báo vàng, mức cảnh báo cao thứ 3, đồng thời dự báo nhiệt độ thấp và gió lốc tại một số khu vực. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ thứ 3 đến thứ 6 tuần này, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ 6 cho đến 10 độ C ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và các khu vực miền Bắc. Dự báo cũng cho biết, nhiệt độ tại một số khu vực ở khu tự trị Nội Mông và Đông Bắc Trung Quốc có thể sẽ giảm tới 16 độ C. Thông báo cũng khuyến cáo người dân cần có các biện pháp phòng ngừa trước thời tiết lạnh và gió mạnh trong thời gian này. Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, với màu đỏ là thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp đến là cam, vàng và lam. Trái đất đang trên đà nóng lên một cách thảm khốc từ 2 độ rưỡi đến 2 độ 9, vượt xa các giới hạn then chốt mà Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu đặt ra. Đây là cảnh báo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Theo báo cáo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, tính từ đầu năm đến đầu tháng 10, có tới 86 ngày ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo tính toán, việc nhiệt độ toàn cầu tăng thêm gần 1,2 độ C đã làm gia tăng các tác động chết người trên khắp hành tinh. Trên thực tế, nhiệt độ đã tăng trên 1,5 độ C trong hơn 80 ngày trong năm nay, mặc dù ngưỡng tăng này sẽ được đo ở mức trung bình trong vài thập kỷ. Trước tình hình này, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc kêu gọi những nỗ lực đầy tham vọng và khẩn cấp từ tất cả các quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng. Dự báo vào ngày 25 tháng 11, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tiếp tục cao hơn khoảng 2,06 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, những xung đột dai dẳng đang tác động lớn đến những đối tượng dễ bị tổn thương. Đói và nghèo là điều hiện hữu. Điều này đặt ra thách thức cho các quốc gia trên toàn cầu cùng hợp tác nhằm đẩy nhanh các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người. Hàng trăm người tị nạn tại Gaza đang chen chúc nhận thực phẩm. Thiếu điện, thiếu nước, nhiên liệu, đến bánh mì cũng trở nên khan hiếm. Đến lượt tôi thì chẳng còn gì, thiếu điện, nước và giờ đây không cả thức ăn. Không hiểu chúng tôi sẽ sống thế nào nữa. Các tiệm bánh đóng cửa, thực phẩm khan hiếm, không có nhiên liệu nấu ăn, rác thải khắp nơi, thực sự là một thảm họa.
Không chỉ ở Gaza, những nơi xảy ra xung đột, dân thường đều bị cảnh đói rét. Ở những nơi nông nghiệp là ngành xương sống, hạn hán, nắng nóng, sâu bệnh khiến nông dân mất mùa. Giải quyết các nguyên nhân cơ bản mới có thể ngăn chặn được khủng hoảng lương thực và suy dinh dưỡng. Biến đổi khí hậu, xung đột và gia tăng dân số đồng nghĩa với những thách thức lớn hơn bao giờ hết đối với nguồn cung cấp lương thực. Vì vậy, chúng ta cần một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận an ninh lương thực, tập trung vào các giải pháp dài hạn để ngăn chặn khủng hoảng. Sử dụng robot AI trong nông nghiệp là một trong số các giải pháp dài hạn. Robot làm đất tơi xốp, phát hiện sâu bệnh, xác định hạt giống cho năng suất cao nhất. Máy bay không người lái có thể theo dõi cân nặng và sức khỏe của đàn gia súc. Những sản phẩm của các nhà khoa học Mỹ này đang định hình tương lai của nông nghiệp bền vững. Việc gieo trồng và thu hoạch thường diễn ra vào cùng một thời điểm, trong khi đó tuyển dụng không phải lúc nào cũng dễ dàng, do đó tự động hóa chắc chắn là giải pháp. Việc này có lợi cho tất cả mọi người, người nông dân tiết kiệm sức lao động, đất tơi xốp hơn và có khả năng giữ lại được khí carbon, đồng thời mang lại nguồn nông sản sạch và lành mạnh hơn cho người tiêu dùng. Trung tâm khoa học trực tuyến do Mạng lưới khoa học về các cách thức lớn nhất cho nhân loại, CGIAR, lãnh đạo đã được thành lập nhằm liên kết các nhà khoa học của Anh với các sáng kiến nghiên cứu để phát triển các loại cây trồng có thể chịu được tác động của biến đổi khí hậu. Chính phủ Anh cũng công bố khoản tài trợ lên tới 100 triệu bảng Anh để ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và tác động của chúng tại các điểm nóng, bao gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Sahel, Afghanistan và Malawi. Chúng tôi đang thúc đẩy những tiến bộ khoa học về an ninh lương thực, cải thiện năng suất cây trồng, giúp giảm giá lương thực, mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên toàn cầu, cũng như hỗ trợ những người nông dân này. Tuy vậy, điều đáng lo ngại là dự đoán ngân sách hỗ trợ nhân đạo sẽ giảm tới 50% vào năm tới, 2024. Nếu các quốc gia, các chính phủ không chung tay hành động quyết liệt hơn nữa, thì sẽ có thêm nhiều người chết vì thiếu lương thực và thêm nhiều cha mẹ phải nhìn con mình chết đói trong một xã hội dư thừa, như Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói. Mới đây, các nhà khảo cổ Peru đã khai quật được 5 xác ướp có niên đại cách đây hơn 1.000 năm trong tình trạng được bảo quản tương đối tốt. Thông qua nhận dạng các đồ tạo tác, các xác ướp được cho là thuộc về văn hóa Isma, được cho là xuất hiện còn trước cả thời kỳ Inca. Địa điểm khai quật là một đền thờ 3.500 năm tuổi, nằm ngay tại trung tâm thủ đô Lima. Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 5 xác ướp, 4 xác ướp được cho là của trẻ em, trong đó 3 xác ướp được phủ bằng vải và 2 xác ướp còn lại chỉ còn là hài cốt với tóc và phần xương hàm gần như còn nguyên vẹn. Theo các nhà khảo cổ Peru, toàn bộ khu vực này là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, nơi những người thuộc nền văn hóa Isma coi là không gian linh thiêng và chôn cất những người đã khuất tại đây. Đáng chú ý, các nhà khoa học cũng đã khai quật được một cầu thang có niên đại cách đây 3.500 năm và thuộc về văn hóa Manche. Những khám phá mới này được nhận định đã góp phần mở rộng nhiều hiểu biết giá trị với giới nghiên cứu khảo cổ tại Peru, quê hương của nhiều nền văn hóa cổ đại bí ẩn. Bây giờ sẽ là dự kiến những thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn. Bản tin thời sự quốc tế 10 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.